Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của bóng đá trẻ VN. Lời đầu tiên xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã giành thắng lợi trước U23 Thái Lan, qua đó vào bán kết giải U23 Đông Nam Á. Cụ thể U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 để ghi tên mình vào vòng bán kết của giải Đông Nam Á năm 2022. Trong khi đó U23 Việt Nam chỉ chắc chắn đủ quân số tối thiểu để đá trận gặp U23 Thái Lan ít nhất 13 cầu thủ chỉ vài giờ trước khi bóng lăn. Dịch Covid-19 đã khiến cho U23 Việt Nam phải tung vào sân đội hình chắp vá, khi những cái tên quan trọng như là Xuân Tiến, Quang Nho không thể góp mặt. Với đội hình xáo trộn và có nhiều cầu thủ chưa tập buổi nào do mới đặt chân tới Campuchia, U23 Việt Nam đã khởi đầu khó khăn trước U23 Thái Lan. U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi chậm chắc, đề cao phòng ngự, bởi chúng ta chỉ cần tỷ số hòa là vào bán kết. Sau khoảng 20 phút thăm dò, U23 Việt Nam đã bắt đầu cầm được thế trận và tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Phút 21, Trần Bảo Toàn đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi sửa lòng kỹ thuật khiến cho thủ môn của U23 Thái Lan phải bay hết cỡ để cứu thua. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không phải tiếc nối lâu. Đến phút thứ 28, từ chấm đá phạt chếch về phía góc phải, Nguyễn Trung Thành đã tung cú sút chân trái cực hiểm vào góc gần đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Pha vung chân của cầu thủ trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đi quá xa vị trí của thủ môn U23 Thái Lan, nhưng cũng đủ lực để khiến cho đối thủ không thể cản phá. Sau bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam đã chơi hưng phấn, còn U23 Thái Lan cho thấy sự bối rối. Dù vậy, chúng ta cũng phải chờ tới may mắn mới tránh được bàn thua ở cuối hiệp 1 khi mà tiền đạo của đối phương đã cận thành ra ngoài ở tư thế chống trải. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi thận trọng, ưu tiên nhiệm vụ bảo toàn mảnh lưới. U23 Thái Lan dù đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra được nhiều pha bóng đáng chú ý nào. Chơi với đội hình thay đổi liên tục ở các vị trí, nhưng U23 Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn khiến cho U23 Thái Lan bế tắc trong cả trận. Khi đối thủ có cơ hội, đến lượt thủ môn Trịnh Xuân Hoàng chơi tốt để cứu nguy. Điển hình là pha đổ người xuất thần trước cú đá của tiền đạo đối phương ở phút thứ 83. Bảo toàn thành công cách biệt để hạ U23 Thái Lan. U23 Việt Nam đã giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng C. Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết là U23 Timor-Leste. Trước trận đấu thì nhiều cổ động viên Thái Lan cho rằng Việt Nam có thể thắng bất cứ đội nào ngoại trừ Thái Lan. Chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore 7-0, nhiều cổ động viên xứ sở Chùa Vàng đã bình luận Việt Nam có thể thắng bất cứ đội nào trừ Thái Lan. Tài khoản Thái Lan Suleiman bình luận, nếu Singapore không mất nửa đội hình vì Covid-19 thì tỷ số sẽ không như thế và thậm chí có thể giành chiến thắng trước Việt Nam. Người hâm mộ Chamrun cũng viết, thật quá khó khăn cho Singapore khi mất rất nhiều cầu thủ vì Covid-19. Cổ động viên Vít Chai Chum thì cà khịa, đánh bại đối thủ bị mất gần cả đội hình vì Covid-19. Wow wow, thật rực rỡ. Còn tài khoản Vatana Vong cũng háo hức, chờ đợi trận so tài giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan để tranh ngôi nhất bảng C lọt vào bán kết. Cổ động viên này đã viết, thật nóng lòng chờ đợi trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan để xem ai sẽ thắng. Bên cạnh những lời trêu chọc, có không ít những ý kiến khen ngợi đội tuyển U23 Việt Nam. Cổ động viên Bắc Chadi đã viết, Việt Nam chơi tốt, họ luôn là đội bóng rất mạnh ở Đông Nam Á. Có thể nói trước trận đấu với Thái Lan vào lúc 19 giờ hôm nay, ở lượt trận cuối bảng C giải Đông Nam Á, đội hình của U23 Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng với hàng loạt ca mắc Covid-19. Huấn viên Đinh Thế Nam phải tăng cường viện binh gấp từ quê nhà vào giờ chót. 4 cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn đã có mặt tại Campuchia bằng đường bộ. Đến lượt 2 cầu thủ còn lại trong nhóm viện binh của U23 Việt Nam là Phan Tấn Tài và Vũ Đình Hai cũng đã hội quân và cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Và 3 trong số 6 cầu thủ này đã có mặt trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, đó là Bảo Toàn, Đình Quý và Thành Nhân. Với nỗ lực vượt qua nghịch cảnh vượt bậc, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đại kình địch U23 Thái Lan 1-0 để góp mặt ở bán kết với ngôi nhất bảng C. U23 Việt Nam đã toàn thắng 2 trận và có hiệu số dương 8, còn Thái Lan cũng giành vé vớt để lọt vào bán kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Trung Thành ghi ở phút thứ 29. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Trung Thành bất ngờ tung cú sút vào góc gần chứ không treo bóng vào. Thủ môn Thái Lan bị bất ngờ chỉ kịp chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới. Những phút cuối trận, Thái Lan dốc toàn lực tấn công và tạo ra khá nhiều sóng gió về khung thành của thủ môn Xuân Hoàng. Nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn giữ vững lợi thế mỏng manh. Đặc biệt thủ môn Xuân Hoàng đã chơi cực hay, giải hóa được rất nhiều cơ hội nguy hiểm của Thái Lan.
Như vậy ở bán kết U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ gặp Đông Timor, còn U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Lào. Và cả hai trận bán kết đều diễn ra vào ngày 24 tháng 2, từ lúc 16 giờ đến 19 giờ. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Sau tình huống U23 Việt Nam có bàn dẫn trước Thái Lan ở trận đấu tối nay thì thủ môn Trịnh Xuân Hoàng vạch áo đấu có in dòng chữ động viên đồng đội mắc Covid-19. Có thể nói các cầu thủ U23 Việt Nam đã ăn mừng bàn thắng theo những cách đầy cảm xúc. Với dòng chữ sớm khỏe lại nhé đồng đội của tôi được Hoàng viết tay, còn nguyên những vết chỉnh sửa chứa đựng tình cảm chân thành của anh tới những cầu thủ không may mắn mắc Covid-19 phải nói lời chia tay giải đấu sớm. Có thể nói trước U23 Thái Lan vượt trội về cả quân số lẫn thể hình, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm, không ngại lăn xả. U23 Việt Nam đã hạ Thái Lan 1-0 và giành vé vào bán kết của giải Đông Nam Á với tư cách là đội nhất bảng C theo một cách rất thuyết phục. Bàn thắng của Việt Nam có thể nói là một siêu phẩm vào lưới Thái Lan. Ở một góc rất hẹp, trung thành vẫn tung ra được một cú sút phạt rất tinh quái tung lưới U23 Thái Lan và đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, U23 Việt Nam đã bước vào lượt trận cuối của bảng C giải Đông Nam Á. Ngay cả khi thua 7 bàn, U23 Việt Nam vẫn đi tiếp. Nhưng tất nhiên thầy trò Đinh Thế Nam không bao giờ muốn bại trận, nhất là đối thủ lại là Thái Lan. Trong thế trận khá giằng co, tình huống cố định đã mang đến sự khác biệt cho U23 Việt Nam. Phút 29, đội trưởng Văn Tùng mang về cho U23 Việt Nam một quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải. Trung thành nhận trách nhiệm thực hiện quả đá phạt và dù ở góc rất hẹp, cầu thủ U23 Việt Nam cũng tung ra được cú sút bằng chân trái đưa bóng vào góc gần. Thủ môn của U23 Thái Lan đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội nhà. Xe lưới Thái Lan ở bất kỳ trận đấu nào, giải đấu nào cũng mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và hôm nay là một ngày rất vui với đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung. Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.